Hello các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với tập 1059 One Piece nhé. Ở tập trước Onigashima đang dần bay đến Hoa Đô, cùng với đó thì có rất nhiều trận chiến khốc liệt diễn ra. Lao và Kid thì mồn đang ngậm đầy hành do Big Mom đút cho, hai thằng CB không rủ nhau đi xích cổ Robin, nhưng đi nhầm len nên bị cuốn vào con quái vật bằng lừa. Bên chỗ Zoro cũng không khá khẩm hơn là mấy, vừa ăn hành của King xong thì cậu bị thanh kiếm Emma hút cạn Haki lúc này bên jamato vẫn không hiểu con quái vật này chui từ đâu ra toàn bộ sát thương vật lý đối với nó đều không có tác dụng gì jamato nhận thấy nó đang thẳng tiến phóng xuống tầng hầm nếu mà cứ tiếp tục để nó đi như thế xuống kho vũ khí thì toàn bộ chất nổ sẽ bắt lửa thấy vậy jamato liền rủ theo fuga giúp mình một tay bờ dốc thì đang tiếc không không thể nghỉ ngơi trên lưng của fuga thêm một tí nhưng họ bây giờ có việc phải đi luôn hai thằng đặc vụ vừa mới thoát ra khỏi đống lửa một phát thì bị thanh niên Obo Vakame ra chụp cho vài nháy, như minh tinh điện ảnh luôn. Obo bảo hắn không nghĩ được tại sao bọn cún cưng của Thiên Long Nhân lại đến lâu đài của Kaido, nhưng cái tin này mà đăng lên mấy tạp chí báo lá cải, thì đúng là tin sốt dẻo luôn. Đang nghĩ đặt tiêu đề gì để thu hút viewer, thì Obo bị thằng đặc nhiệm lùn phóng đến cắt tiết canh ngay tại chỗ. Bọn này cũng biết về thân thế của Dazaken, nhưng để diệt trừ hậu họa về sau này hắn phải thủ tiêu luôn cậu. Đang định lao đến xiên cho Dazaken một phát thì Obo vẫn chưa hẹo hắn dùng năng lực từ trái ác quỷ của mình, nổ cho tên đặc vụ một phát bay ra xa. Vừa đứng dậy Obo cay cú chửi bọn đặc vụ đờ mờ đánh bố mày đau quá, may là dùng haki vũ trang để phòng thủ kịp thời, chứ không bây giờ đã nhìn thấy bóng dáng ông bà mờ mờ hiện về rồi. Và sau cuộc hội thoại đó Obo lại càng thêm nghi ngờ đưa ra Ken là hải quân. Lúc này đưa ra Ken bỏ hết liêm sỉ dù Obo hợp tác để đấm, vào mõm thấy thằng chính quyền thế giới. Chuyển cảnh sang bên Mono Tuy đã tạo ra được một vòng hỏa vân rồi nhưng để nhấc hòn đảo lên là quá ít, trong lúc dặn mây sắp lòi cả chỉ ra, thì Mono bắt đầu nhớ về Luffy và cố gắng hơn. Ở chỗ Zoro, nghe theo tiếng đàn rồn rập khiến Emma mất kiểm soát, nhưng sau một hồi cậu cũng đã khống chế được nó. Sau khi thấy Zoro đã bình thường trở lại kinh đã lao, vào chém một phát khiến Zoro phải nhảy bật, về phía sau, mượn lực cậu chém một phát vào kinh nhưng bị hụt, nhìn mặt Zoro là biết quả này cụ đi chân lạnh toát rồi vì bị mất đà nên kinh đã tặng cho Zoro một đấm bay mấy mét. Thấy Zoro ý sinh liếu quá nên kinh đã đưa người ra cho cậu tấn công thoải mái. Cay quá Zoro xiên một nhát thẳng vào người của kinh, nhưng có vẻ anh là vua lì đòn nên không sao cả. Quinn bên này thì đang chơi đuổi bắt với Sanji, sau một lúc bị Quinn lấy bố ra khịa Sanji điên máu lên lao và đạp thẳng một cước, vào mặt Quinn. Quinn bảo đá cũng được đấy nhưng chưa đủ phê đâu, hắn vẫn thích đánh với chiến giáp gơ mơ hơn. Hắn cũng bảo Sanji đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì lúc nãy hắn đã thấy cậu gọi cho đồng đội giúp đỡ vì tâm lý yếu đuối, và hắn cũng nói thêm trình như Zoro chưa đủ để hạ kinh đâu. Quynh cũng tiết lộ về lai lịch của kinh, hắn là kẻ sông sót của tộc Lun được cho là đã tuyệt chủng. Cái chủng tộc đấy nổi danh với những con quái vật có thể sinh tồn, ở mọi môi trường khắc nghiệt. Rất lâu về trước chủng tộc đấy được xem là thần linh vì sức chiến đấu mạnh mẽ. Nói xong hắn mở mồm ra dặn một quả đại bát laser. Quay về bên Zoro, sau khi xiên một nhát vào kinh, nhưng không những là hắn không sao ngược lại kinh còn tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, cũng may Zoro đã kịp dùng Haki vũ trang chứ không là lìa đời rồi. Zoro lúc này gồng lên như siêu sai gian và cậu dùng tuyệt chiêu bài ca sư tử, trong chốc lát Zoro đã chém thẳng vào mặt Queen, nhìn thì ngầu đấy nhưng chiêu này hoàn toàn vô tác dụng với kinh, đúng kiểu chưa lên xuyên giáp đã phải đấm nhau với thằng Knacker phun giáp gai. Kinh bắt đầu kéo dài mặt và lao như tên vút tới chỗ Zoro, đen thế éo nào thanh kiếm Emma bắt đầu báo vào lúc này khiến Zoro bị kinh xiên cho một phát, may là không gia nhập hội thương binh cùng kít với Sanji. Kinh bảo Zoro là kiếm sĩ lò hay sao mà lại bị thanh kiếm của mình cản trở. Trong lúc rơi tự do Zoro cố bắt lấy thanh san đai kim Tetsu vì trước đó, cậu đã lỡ tay làm rơi nó. Cậu nhớ về lúc đi mua kiếm đã may mắn chọn được thanh san đai kim Tetsu này, vừa cầm thanh kiếm lên cậu đã nhận ra được thanh kiếm này bị nguyền rùa. Rất nhiều kiếm sĩ nổi tiếng đã gặp phải cái chết bi thảm, sau khi dùng thanh kim Tetsu này, từ đó trở đi không có ai dám sử dụng thanh kiếm này nữa. Tuy đã được ông chủ cảnh cáo rất nhiều, nhưng Zoro vẫn quyết định chọn lấy nó. Cậu đã thử vận may của mình xem có xứng đáng làm chủ thanh kiếm này không. Nếu thua thì tức là cậu không đủ mạnh mẽ để để đi tiếp. Với cùng lắm là theo chân xanh gia nhập hội những người khuyết tật. Khi cậu đang luyện tập trên đảo Wano, thì ông mũi dài này đi tới nói thanh kim Tetsu đó đã trông khác rồi. Có vẻ như nó đã gặp được người chủ tốt. Ông cũng tự giới thiệu luôn cái thanh Sandai Kim Tetsu rổ đang cầm là. Cứ ông ta rèn ra, ông cũng bỏ thanh Emma, cũng giống như một thanh kiếm bị nguyền rủa vì những kẻ yếu không thể dùng được nó. Nhưng lý do nó hợp với Jojo chắc là do định mệnh chớ trêu cái thanh World Ichimonji và Emma đều do cùng một người tạo ra đó là thợ rèn huyền thoại Shimotsuki Kosaburo. Zoro lúc này khá là khó hiểu vì sao một thanh kiếm ở vùng Wano xa xôi lại lạc tới tận biển đông vậy, mà thế méo nào kiếm lạc thì không ai nói gì sao tao lạc.